Ngày đầu tiên nó diễn ra vào thời điểm gần cuối ngày của ngày báo chí, ngày truyền thông làm việc. Ngày tiếp theo đến bây giờ mời các bạn sẽ cùng làm Beat Auto Beat Bangkok. Việt Nam Fashion Week à, hay cái gì đấy. Thì qua đây cũng gọi bằng cụ luôn về cái độ dài của cái sàn này và số lượng của người mẫu. Đây là người mẫu của cái gì đấy? Honda. Anh em chuẩn bị gặp toàn Playboy này. Toàn Playboy luôn nha, anh em chọn nè, anh em chọn này. Chọn này, chọn xanh này, tím này, kiểu luôn.